Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người bị lây nhiễm viêm gan siêu vi B cao, và một trong những nguyên nhân chính là do nhiều người không nhận biết về độ nguy hiểm của căn bệnh này. Hãy tìm hiểu trước khi quá muộn với bác sĩ Phạm Phúc Nhân, là một trong những người có 10 năm kinh nghiệm tại Việt Nam trong vai trò là bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy và là giảng viên trường Đại học Y khoa Sài Gòn. Ngoài ra thì bác sĩ cũng có 30 năm kinh nghiệm tại Úc với vai trò là bác sĩ gia đình, là nguyên chủ tịch Hội Nha Y Dược Victoria, trưởng ban từ thiện Hội Phật giáo Úc và là phó hội trưởng Chùa Quang Minh. Dạ, xin chào bác sĩ. Rất vui được sự có mặt của bác sĩ trong ngày hôm nay để chia sẻ một số những cái nội dung về viêm gan B cho cộng đồng người Việt. Dạ. Dạ, cảm ơn Trinh, Helen Tran. Dạ, thì có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái căn bệnh này. Dạ, thì câu hỏi đầu tiên, xin bác sĩ chia sẻ một số thông tin về cái triệu chứng của bệnh viêm gan B và nó ảnh hưởng như thế nào đến gan của mình ạ? Dạ, cảm ơn Trinh đã hỏi câu này. Thì viêm gan B nói chung là rất là phổ biến ở cộng đồng người Việt của chúng ta. Hiện nay có thể là 25%. Dạ. Thì cái triệu chứng đầu tiên của viêm gan B thì nó có thể là trùng hợp với cái nhiều cái triệu chứng của các bệnh khác. Yeah. Ví dụ như ở Úc này mình có cái cảm cúm á, thì nó giống như cảm cúm vậy thôi. Yeah. Cái thời gian mà cái virus của viêm gan B nó vào cái cơ thể của mình á thì nó ủ bệnh nó khoảng chừng 1-2 tuần. Yeah. Rồi yeah. sau cái nó phát bệnh. Nó phát bệnh thì trong thời gian phát bệnh nó gọi là cấp tính á, khoảng thời gian khoảng chừng là 2 tuần cho tới 6 tuần. Yeah. Thì cái triệu chứng bệnh nhân như là bác sĩ đã đề cập đó là nó như cúm, tức là cũng như là thấy cảm sốt, rồi ớn lạnh, rồi nhiệt độ tăng, rồi thấy mệt mỏi. Đó là triệu chứng về tổng quát. Rồi triệu chứng về tiêu hóa thì có thể là bị nôn mửa hay là tiêu chảy. Rồi cái triệu chứng về thần kinh, thí dụ như là bị đóng chóng mặt chút xíu. Nhưng mà quan trọng nhất là nó ảnh hưởng tới da. Cho nên người bệnh thấy phát hiện được cái da mình hơi vàng vàng chút xíu, hoặc là nước tiểu hơi đậm chút xíu. Đó là cái triệu chứng của viêm gan. Nhưng mà thật sự ra đa số người ta quên cái triệu chứng này đi. Tại vì nó trùng hợp với các bệnh khác, cảm cúm rồi những cái bệnh khác, nhất là ở Úc, ở Việt Nam cũng vậy. Cho nên người ta bỏ quên cái triệu chứng cấp tính. Thì sau khi cái triệu chứng cấp tính này, tức là con virus nó vào trong cơ thể của mình, có thể cái số lượng bác sĩ sẽ nói sau này, số lượng có thể là 20.000, 30.000. Nhưng mà cái lúc đó cái men gan nó cũng cao. Cái men gan đó là ALT á, nó cũng cao trong cái giai đoạn đầu, nhưng mà sau cái giai đoạn cấp tính này thì nó bắt đầu hạ xuống. Đó là giai đoạn 2. Hạ xuống rồi xong rồi cái cơ thể mình nó có thể chịu đựng được hay không thì đa số người Việt mình có thể là nó miễn nhiễm. Tại vì cái viêm gan á, trong cái con virus nó có hai chuyện. Thứ nhất là cái kháng nguyên cái bề mặt nó gọi là kháng nguyên S, còn bên trong cái lõi nó gọi là kháng nguyên Y. Mình nhớ là cái kháng nguyên bề mặt và Y. Thì đầu tiên là cái kháng nguyên S nó vào cái cơ thể là mình có thể, cái người mà khỏe mạnh thì chống lại. Thì đó được miễn nhiễm, nó rất là tốt. Miễn nhiễm là không có gì hết. Nhưng cho nên tùy theo cái miễn nhiễm nó cao thấp để mình chích người hay không. Thì đa số trường hợp có thể 80% là được may mắn được miễn nhiễm. Nhưng mà đối với những người yếu á thì là không được miễn nhiễm. Thì cái virus S nó vào cơ thể cái đó thì chống không nổi. Cho nên cái nó vẫn còn tồn tại. Cho nên nó đưa đến cái trường hợp là mang cái bệnh mãn tính. Cái mãn tính là cái mang bệnh gọi là carrier đó, mãn tính. Nhưng mà trong cái gian mang mãn tính này nó có hai chuyện xảy ra. Hoặc là nặng hoặc là nhẹ. Nặng á, tức là cái kháng nguyên mà trong cái lõi đó đó nó mới có sinh cơ thể, nó sinh ra một cái kháng thể. Kháng thể rồi kháng thể Y. Thì nếu mà cái kháng thể Y nó đè bẹp được kháng nguyên kháng nguyên Y đó thì bệnh nhân carrier nhưng mà nhẹ. Là mãn tính mà nhẹ. Nhưng mà nếu mà không đè bẹp được đó thì cái kháng nguyên Y nó dị ứng phát triển. Thì trong trường hợp đó rất là nặng, cho nên cần phải đến gặp bác sĩ. Như vậy thì nói chung là cái triệu chứng viêm gan á là cái giai đoạn đầu đối với bác sĩ GP cho bác sĩ đó hiện nay và tất cả các bác sĩ specialist rất là khó phát hiện. Cho nên người Việt của mình đa số bị mang cái bệnh đó. Đó là cái bác sĩ có thể trả lời chung chung như vậy. Vậy thì làm cách nào để mình biết là mình có chính xác là có bị viêm gan B hay không bác sĩ? Cảm ơn Trinh, câu hỏi này cũng rất là hay. Đó, cho nên bác sĩ đưa ra cái hoàn cảnh của viêm gan B vậy, nó khó, nó mờ trong giai đoạn đầu lắm. Cho nên bây giờ làm sao thì cái người bác sĩ GP á là phải đến, bệnh nhân đến bác sĩ GP là phải có xét nghiệm máu. Thì xét nghiệm máu để chi vậy? Để phát hiện máu để tìm ra ba chuyện. Chuyện thứ nhất á là coi bệnh nhân này có bị nhiễm viêm gan hay không. Đó là HBS là một chuyện. Thứ hai nữa
là coi cái bệnh nhân này nó có cái khả năng đề kháng được hay không. Dạ. Đó. Rồi cái thứ ba nữa, nó coi cái men gan nó có cao hay không. Thì men gan ở trong cái cơ thể nó cao là ALT đó, nó cao á. Yeah. Rồi cuối cùng là cái số lượng cái virus của nó là bao nhiêu. Đó là cái gì, máu là nó là ba chuyện đó. Nhưng mà ngoài ra đó thì nếu mà người ta, người bác sĩ GP có thể làm một bước tiếp nữa. Bước tiếp nữa tức là ultrasound. Chụp cái gan và ultrasound. Thì chụp cái gan có thể nói là bằng cái ultrasound bình thường thôi. Nhưng mà hiện nay cũng rất là may mắn là cách 20 năm vừa qua đó, mới đây đó, thì người ta có chế ra một cái làm cho biết được cái mật độ gan nó cứng hay mềm. Đây về cái nguy hiểm của bệnh viêm gan, nó sẽ thường đưa đến hai chuyện. Là viêm gan bi đó, thì khoảng chừng 20% thì nó sẽ đi đến xơ gan, cứng gan. Nhưng mà chỉ có 1-2% đi đến ung thư gan thôi. Thì bây giờ làm sao mà biết được cái tình trạng này? Thì người ta mới chụp cái gan độ cứng mềm. Thì nó gọi là fibroscan. Thì lúc đó thì bác sĩ sẽ tùy theo cái trường hợp mà fibroscan nó nhiều hay ít để gửi đến specialist. Và cuối cùng nữa để mà làm sao mà xác định nữa là nếu mà fibroscan mà nó cũng khó tìm ra thì cái phương pháp cuối cùng là phải làm sinh thiết hoặc là biopsy. Thì dùng cái kim nó dùng chọc vào gan nó thì có liên sườn 5, sườn 6 nè, gây tê, chọc vào lấy cái mẫu sinh thiết để mà xét nghiệm tế bào để mình đã biết được cái tình trạng viêm gan. Đó là những cái xét nghiệm mà bác sĩ đề cập đến. Có vẻ là để kiểm tra và theo dõi sức khỏe của gan thì cần rất là nhiều quá trình. Nhiều quá trình lắm. Cho nên mà cũng không đến nỗi là mà mình gọi là bi quan quá, vẫn lạc quan nếu mà gặp bác sĩ sớm. Nhìn những cái như Trinh hay là đoàn của Trinh của cái Hepatitis Victoria mà nếu mà đọc được này rồi được nghĩa là truyền bá được cho cái người bệnh nhân á thì người ta rất là tốt cho bệnh nhân. Cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo nữa là nhiều người rất thắc mắc là cái bệnh này sẽ lây truyền qua con đường nào ấy Câu hỏi này rất là hay. Tại cái người Việt Nam mình lúc đầu người ta lẫn lộn rất là nhiều cái vấn đề lây truyền. Thì bác sĩ có nhiều bệnh nhân lắm ở Việt Nam qua nói trời bệnh viêm gan này thì bị cô lập ở trong gia đình lắm. Ăn uống cũng muỗng chùa đũa phải riêng, rồi ngủ không dám ngủ chung, rồi đại khái là bị người nào mà ngồi cái viêm gan ngồi trên cái ghế đó thì là phải rửa sạch cái ghế đó sao không mới dám ngồi lên. Đó rất nhưng là mà kỳ cái đó kỳ thị cho nên tội người viêm gan, nhưng thật sự không phải vậy. Đó là trường hợp nó tùy theo loại viêm gan. Viêm gan có loại nhiều A B C D E F nữa. Thì viêm gan mà nói là lây truyền qua cái đường ăn uống là viêm gan A. Còn như mà viêm gan B thì nó lây truyền theo kiểu khác. Thì bác sĩ đây là có thể tóm gọn được là ba đường. Đường thứ nhất là đường máu. Tức là những cái máu của cái người bị viêm gan nó tùy nó chuyển qua cái người bình thường. Mà tùy theo nữa, người bình thường mà có miễn nhiễm thì không sợ nữa. Hoặc là cái khi mà chuyển qua vậy cái virus nó phải cao. Nhưng mà cái kháng nguyên mà lõi đó y đó mà nó cao thì mới truyền được, chứ mà thấp cũng không sợ, cho nên không có nguy hiểm lắm. Cái điểm đường thứ hai nữa là lây truyền qua cái đường tinh dịch. Tức là cái giao hợp á. Giao hợp á thì mình nếu mà mình giao hợp ở trong đối với người có bạn đời mà giao hợp, hoặc là những người xin lỗi homosexual đó thì dễ bị cái đó. Đó. Còn gì thí dụ như là nước miếng, nước bọt hay là cái đó thì nước tiểu đó nó có cái liều lượng cái viêm cái virus rất là nhỏ. Cho nên là bắt tay hung vợ chồng hung rồi không sao. Cái đó chuyện không có gì hết phải không? Nhưng cái điểm cái đường thứ ba nữa là cái đường mà Việt Nam rất là bị, mà lúc bác sĩ làm ở Việt Nam 30-40 năm về trước. Thì nó rất là nhiều là bởi vì dường từ mẹ sang con. Đó thì đa số người Việt Nam mình lây truyền là do là gì, là lúc mà sanh á ở Việt Nam là thời 50 năm về trước thì lúc đó con còn không biết được cái tình trạng đó đâu, là mình không có đủ bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ sản khoa đó thì người ta là gọi là mụ giường, người ta đẻ đó. Người ta đẻ bằng lấy cái kéo người ta cắt, hay là lấy cái miếng miếng sành người ta cắt cái rốn á. Cho nên nó lây truyền từ người này qua người kia. Hoặc là dùng kim chung. Ở đâu có đủ bác sĩ đâu. Hoặc là cái steroid nó không có đủ nữa. Cho nên thành ra nó lan truyền từ người mẹ. Mình nghĩa là xong nó sanh ra con. Sanh ra con á, thì cũng may mắn là cái lan truyền nó không phải qua cái bào bào cái nhau. Placenta nó không có qua. Nhưng mà nó qua nó giai đoạn nó thường thường là cuối cái thai kỳ là 3 tháng sau á. Hoặc là sau sanh. Sau sanh nó dễ bị lây. Nó lây qua gì? Cái sức nè, những cái đường rách của âm đạo nó rách, nó sách mẻ rồi người con nó bị lây do người mẹ. Hoặc là bú mà không phải sữa thì không có sợ. Nhưng mà nó qua cái những cái vết nứt á, nó chảy máu, cho nên người con nó lây vào cái người mẹ.
Nhưng mà lây hay không phải tùy thuộc vào cái khả năng của virus của người mẹ. Ví dụ virus người mẹ là 20.000 trở lên đó, hay là 50.000, lúc đó nó dễ lây hơn. Thì cho nên cái bác sĩ sao nói là cái phòng ngừa cho con thì sao. Nhưng mà nói chung là có ba đường đó. Vậy là có ba đường. Chúng ta cần phải nhớ rất là chính xác ba cái con đường này để mà tự phòng tránh cho bản thân của mình. Trinh, đúng là Trinh. Một câu hỏi tiếp theo nữa là về vấn đề chích vaccine cho viêm gan B. Thì không biết là trường hợp nào sẽ được chích vaccine đó. Đúng rồi, câu hỏi này rất hay, là nó rất là thông dụng cho đến các bệnh nhân đến gặp bác sĩ GP gia đình đó. Thì thứ nhất là bây giờ đối với những người viêm gan nào, những người như thế nào mình mới xét nghiệm, chứ không lẽ bây giờ xét nghiệm đại tràng 100% thì có lẽ chính tiền chính phủ chịu không nổi, phải không? Cho nên thành ra bác sĩ cũng thấy là những cái người mà xét nghiệm như là những người mà có người trong gia đình bị viêm gan, đó là một cái. Cái thứ hai là y tế, chẳng hạn như là bác sĩ nè, rồi dentist, rồi pharmacist, rồi con cũng vậy, làm việc với là trong nhà thương, con phải làm đó. Đó là cũng phải những cái người mà gọi là đồng tính luyến ái đó, hoặc là nhiều người mà người ta có nhiều bạc nợ mà không dùng condom, hoặc là người ở trong tù á, trong tù cũng phải để theo dõi mấy cái đó, hoặc những người mà bị truyền máu ở Việt Nam, chứ đi truyền máu ở đây thì nó đã lọc rồi, hay là những người mà chạy thận nhân tạo, thì cái nhóm rất là nhiều cái nhóm để mình xét nghiệm máu. Bây giờ xét nghiệm máu xong rồi, như bác sĩ nãy trình bày cái triệu chứng và sinh lý bệnh á, thì bây giờ đầu tiên là mình thử máu. Thử máu thì nó có thể là nếu mà cái kháng nguyên, bác sĩ nhắc lại cái kháng nguyên bề mặt á, mà nó âm tính á, thì bây giờ mình cũng không lo lắng lắm. Nhưng mà mình phải nghĩ tới cái kháng thể. Kháng thể có hai loại kháng thể. Thì kháng thể của bề mặt á, nếu mà kháng thể thấp, thấp thí dụ như là khoảng chừng 10 trở xuống, hay 20 trở xuống, thì phải chích ngừa. Chích ngừa viêm gan. Thì chích ngừa 3 mũi. Một chích vào là gặp bác sĩ là một mũi, rồi sau một tháng sau, rồi tới 5 tháng sau. Còn nếu mà kháng thể mà bề mặt á, mà nó cao, chẳng hạn như là 500, 1000 hay là 100 trở lên, thì cũng an toàn. Không cần chích ngừa cái cả đó, nhóm đó. Chứ không phải là ai cũng chích hết. Còn những người mà bị viêm gan mà carrier, tức là có HPS mà AG kháng nguyên bề mặt mà có, thôi bệnh rồi, khỏi cần chích nữa. Bây giờ điều trị thì thuốc, chứ không cần có người gì hết. Riêng trẻ con thì bây giờ mấy người mà có bầu chẳng hạn, bây giờ có mang, thì nếu mà trong cái giai đoạn mà có kháng thể giống như trường hợp mà kháng nguyên ít á, thì cũng vẫn chích ngừa. Chích ngừa. Và đặc biệt là nếu mà cái trong cuối 3 tháng cuối mà có tỷ lệ mình vi trùng cái siêu vi mà cao hơn 20.000 thì vẫn phải điều trị. Thì bác sĩ sẽ nói chịu điều trị sao. Còn trẻ con á thì sao, nếu mà mẹ bị viêm gan thì con sao? Thì ở đây chính phủ nói là tại vì nó lây là lây sau khi sanh nhiều hơn, lúc mà nó bú nè, lúc mà nó gần mẹ nó trầy xước á, cho nên mà nó may mắn con cái á, là nó sẽ được bảo vệ. Và mình muốn bảo vệ cho nó thì trong khoảng chừng 1-2 ngày đầu thì chích cái mũi đó rất là tốt. Dầu mẹ bệnh nhưng mà con mới sinh ra là người ta đã chích trong bệnh viện rồi. Sau đó người ta sẽ chích thêm, chích nó booster thêm là khoảng 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 3 buổi nữa thì nó là rất là an toàn. Đó là cái cách chích ngừa của trẻ con, để chích ngừa ngoại. Đó là bác sĩ nó chỉ đến GP là người ta sẽ chỉ cái đó. Vậy thì con có một chút xíu thắc mắc, đó là con nghe nói là có một số vaccine là được miễn phí và một số thì không được miễn phí. Thì không biết là đối với vaccine viêm gan P thì có được miễn phí, và những đối tượng nào thì sẽ được miễn phí đối với loại vaccine này ạ? Nói chung là những cái người mà trong gia đình mà có bị viêm gan và những người cái risk như bác sĩ đã nói, thí dụ như là cha mẹ viêm gan thì con cũng là miễn phí. Rồi chẳng hạn như người homosexual thì người ta cũng có thể là miễn phí người đó, người ta xét ra. Rồi những cái người như là truyền máu, chạy thận nhân tạo hay là người lớn tuổi. Nhưng mà những học sinh trẻ. Còn ngoài ra thì không miễn phí. Nhưng mà cái liều lượng số tiền nó cũng không nhiều, trong một mũi 20-25 đô thôi. Thì ba mũi thì trong vòng 6 tháng thì 60 cho tới 75 đô. Nó cũng cái số tiền nó không lớn đối với những người còn lại, nhưng mà nó rất là an toàn cho cuộc sống mình. Cũng có một số người chia sẻ với lại tổ chức của con là họ bị viêm gan P.
nhưng mà họ không có Medicare card. Dạ, thì không biết là cái chi phí điều trị cho những cái người đó thì có cao hay không ạ? Họ rất là lo lắng về vấn đề đó. Dạ, đúng rồi, cái câu hỏi rất hay. Con đề nghị câu hỏi rất hay là bởi vì bác sĩ thấy là trong trong phòng mạch của bác sĩ cũng như tất cả các đồng nghiệp đó của Úc này á, thì nhất là người Việt Nam bị viêm gan nhiều lắm. Dạ. Và đây đa số là du học sinh qua đây. Dạ, chính xác. Rồi học sinh qua nhiều. Dạ. Rồi tất cả cha mẹ qua đây du lịch nữa. Dạ. Mà bị viêm gan như vậy thì cái chi phí tùy theo bác sĩ, nhưng mà lấy giống như Medicare thôi. Dạ. Chi phí như mình mua bảo hiểm ở Việt Nam rồi hay bên này thôi, thì cái chi phí khoảng 40-50 đô là khám bệnh. Dạ. Và cái một mũi thuốc có 25 đô. Dạ. Thì tổng cộng là khoảng chừng, nếu mà chích ngừa thì 75 đô cộng là 125 đô. Dạ, dạ. Nhưng khi mà bị viêm gan điều trị thì tùy theo bệnh này có thể là bị chích interferon hoặc là dùng những cái thuốc này chống virus như là entecavir, tenofovir đó. Thì cái đối với cái interferon thì khoảng chừng 100 đồng một mũi. Mà một tuần chích mũi thì cũng nhiều hả, cũng năm cũng mấy ngàn đô. Rồi nhưng mà cái viên thuốc mà entecavir đó là có 3 đô một viên thôi. Thì là một năm, nếu mà họ uống á, thường thường là uống một năm như vậy á, thì cũng khoảng là 1,200 đô. Tức là nếu mà không có Medicare, không có gì hết thì là một năm 1,200 đô khoảng cho cái bệnh viêm gan. Nhưng mà sau khi thử là trị xong, người ta sẽ thử lại, thử máu. Rồi người ta thử coi cái virus nó giảm hay không. Thì nó thường thường là trị đối với viêm gan là từ 6 tới 8, một năm. Cái số tiền nó vậy. Còn đi specialist á, thì chắc người ta chạc khoảng chừng 150 rồi một đầu người nữa. Tức là tổng cộng 50 của GP, 150 của specialist là 200. Rồi thêm nữa 1,000 mấy, tức là 1,400 trong một năm. Khoảng cỡ đó. Rất là cảm ơn bác sĩ. Hy vọng là với cái thông tin này thì nhiều người không có Medicare cũng cảm thấy an tâm và có thể chuẩn bị một cái khoản chi phí vừa phải để mà cho cái phần điều trị của bản thân họ. Còn riêng mà ở Úc này thì là free. Một viên thuốc có một vị thuốc 30 viên có 6 đô thôi. Tức là chính phủ đã trợ cấp hết. Một năm trị có chừng 100 đô không tới nữa. Đó này quá rẻ rồi nếu có Medicare. Cho nên chính phủ đã rất là rộng rãi ha. Để mà trị cho các bệnh viêm gan, tiểu đường hay bệnh mãn tính ung thư nữa. Một câu hỏi tiếp theo nữa là có người hỏi rằng là nếu như mà họ bị viêm gan B nhưng mà họ được thay gan, thì liệu là họ có còn bị cái bệnh đó nữa hay không, hoặc là có bị mãn tính đến cuối đời hay không ạ? Cái câu hỏi này cũng hay, nhưng mà bác sĩ nói như thế này, bây giờ cái bệnh viêm gan á thì như bác sĩ nói là khoảng 20% nó sẽ đi qua xơ gan. Còn cái ung thư gan là có 1-2% thôi. Mà bị xơ gan thì nó như con biết là cái xơ gan là cả một cái lá gan. Phải không? Cả một cái lá gan thì nó có hai loại xơ gan mà nó phục hồi được và không phục hồi được. Nếu mà đa số mà uống thuốc mà gọi là để mà thay gan á, thì thường là xơ gan không phục hồi được. Mình đâu có thể thay hết một cái lá gan. Thay một phần thôi. Mình thay cái tế bào gan khác của những người mà chết, mới vừa chết thì trong vòng khoảng 24-48 tiếng thôi. Thì khi mà thay gan, mục đích là gì? Mục đích là để cho cái chất mà mình nó gọi là chất thải độc nó giảm lại. Và thuốc nó có thể giảm cái liều lượng virus. Chứ nó không hoàn toàn để cải biến được cái xơ gan. Cho nên cái virus nó giảm chứ nó không phải hết. Nó vẫn còn. Tại ta không thể thay hết một lá gan, một thùy gan thôi. Cho nên đó là cái câu hỏi cũng hay. Nhưng mà đừng có lo. Bây giờ một người bị xơ gan thì người ta có sống tới 10 năm, 20 năm. Hiện nay. Còn nếu mà thay cái gan đó, người ta sống thêm 10 năm, 30 năm. Ví dụ như bác sĩ bây giờ là 65 tuổi rồi. Giờ sống thêm 20 năm mừng quá đi. Phải không? Cho nên 80 tuổi là vừa. Được rồi. Chứ mình đừng có lo vấn đề mà sống lâu hay không. Có như người xơ gan, thay gan sống cũng 10-20 năm nữa thì cái tuổi nó cũng vừa rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ. Một thông tin rất là vui cho những người đang bị xơ gan hoặc là thay gan. Một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Con muốn hỏi bác sĩ đó là hàng năm thì vào ngày 28 tháng 7 là ngày quốc tế phòng chống bệnh viêm gan. Thì không biết là trong năm nay bác sĩ có bất kỳ một thông điệp nào muốn chia sẻ với cộng đồng người Việt ở Victoria về căn bệnh này hay không ạ? Nói chung là
người Việt Nam của chúng ta như bác sĩ đã nói thì cái bệnh viêm gan ABC rất là phổ biến. Dạ. Cái bệnh này nó có chiếm rất là cao, tỷ lệ cao 20 tới 25% người Việt của chúng ta. Thì chúng ta nên thường xuyên để mà khám bệnh để mà biết được cái tình trạng của mình. Yeah. Nếu gia đình mình có bị người viêm gan hay là mình gần tới những cái yếu tố mà những người mà có cái risk cao á, ví dụ như người homosexual hay là truyền máu, chạy thận nhân tạo hay là nhân viên y tế tiếp xúc thường như vậy đó, thì mình cũng nên là đi khám thường xuyên. Yeah. Thì khám thường xuyên thường thường là một năm một lần. Yeah. Khám thường xuyên một năm một lần. Còn nếu mà mình bị bệnh rồi á, viêm gan thì nên 6 tháng để check cái tế bào gan. Hy vọng là cộng đồng người Việt của chúng ta sau những sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Phúc Nhân có thể nâng cao được nhận thức về bệnh viêm gan B và khuyến khích bạn bè, người thân cũng như chính bản thân mình theo dõi sức khỏe của gan, ăn uống lành mạnh và để xây dựng một cộng đồng người Việt thật là khỏe mạnh ở Victoria.